Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu xuân Quý Mão năm 2023, hòa trong không khí mọi người, mọi nhà bước vào học tập, công tác, lao động sản xuất với niềm tin và hy vọng mới. Còn đối với những thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, đang háo hức sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Năm 2023, huyện Tân Lạc được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 207 công dân nhập ngũ, trong đó 182 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 25 thanh niên tham gia nghĩa vụ trong lực lượng công an. Để hoàn thành chỉ tiêu, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Lạc và các xã thị trấn đã triển khai thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ các khâu, các bước theo quy định. Toàn huyện đã huy động trên 700 công dân trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Kết quả, huyện đã lựa chọn đủ chỉ tiêu giao với 207 công dân. Các đầu mối nhận quân gồm Lữ đoàn 144 trực thuộc Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Trường sĩ quan Lục quân 1, Lữ đoàn 139 thuộc Binh chủng Thông tin, Sư đoàn 395 Quân khu 3, Tiểu đoàn 38 Bộ tham mưu Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Công an. Cũng như các địa phương khác trong huyện, đối với thị trấn Mãn Đức, để thực hiện đạt chỉ tiêu giao, thị trấn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống, xây dựng ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nắm chắc về sơ yếu lý lịch, chính trị, đạo đức, trình độ học vấn, tâm tư, nguyện vọng của từng thanh niên và gia đình. Nhờ đó, các bước trong quy trình tuyển quân cơ bản được tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ, đúng trình tự thủ tục quy định. Năm 2023, thị trấn Mãn Đức có tổng số 27 công dân ưu tú lên đường nhập ngũ. Trước Tết thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã phát cái lệnh gọi nhập ngũ, và trong thời gian trước xong sau Tết thì đã quản lý và phối hợp các đoàn thể động viên cái thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và gặp mặt động viên trước khi nhập ngũ. Để kịp thời thăm hỏi động viên thanh niên nhập ngũ năm 2023, sau Tết Nguyên đán, Đảng ủy chính quyền và các hội đoàn thể đã tổ chức các đoàn công tác đến gia đình để thăm hỏi từng thanh niên trúng tuyển. Tại gia đình thanh niên Bùi Thế Bảo, khu An Khang, thị trấn Mãn Đức, hiện nay Bảo và gia đình đang chuẩn bị đầy đủ quân tư trang và tâm thế sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Với nhận thức thực hiện luật nghĩa vụ quân sự là vinh dự trách nhiệm của thanh niên, Bùi Thế Bảo tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Gác lại những ước mơ và hoài bão, Bảo lựa chọn thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trước rồi mới viết tiếp ước mơ của riêng mình. Nên em đã hăng hái tham gia khám tuyển và trúng tuyển nghĩa vụ đợt này. Là một trong những thanh niên được lựa chọn nhập ngũ trong năm 2023 thì em rất là vinh dự. Vào trong quân ngũ thì em sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ mà trong quân đội giao phó, phấn đấu và làm tốt hoàn thành nhiệm vụ. Đến xã Đông Lai, một trong những địa phương có thành tích tốt trong việc tuyển gọi công dân lên đường làm nhiệm vụ hàng năm của huyện. Có được kết quả đó là nhờ cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã luôn xác định công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Hàng năm, xã đều làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi từ 18 đến 25, đảm bảo thực hiện công tác tuyển quân đạt và vượt kế hoạch cấp trên giao. Lực lượng công an xã thì trước tiên cũng đã tuyên truyền cho bà con nhân dân để cho cái trường hợp như là đủ điều kiện để đăng ký nguyện vọng của mình để xét tuyển vào cái khám tuyển cũng như là xét tuyển vào cái nghĩa vụ công an dân năm 2023, thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã hoàn thiện hồ sơ theo cái chỉ tiêu giao khoán của công an huyện. Chúng tôi đã lên chỗ công an huyện để nhận cái quân tư trang của cho các cái tân binh. Thì chúng tôi hiện nay chúng tôi đã cấp phát và hướng dẫn cho tân binh để mang mặc cái trang phục theo cái quy định của đã được trang cấp. Thanh niên Bùi Văn Hải, xóm Cóm, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc là một trong những công dân ưu tú sẽ lên đường nhập ngũ lực lượng công an nhân dân năm 2023. Với ước mơ được cống hiến sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc, Hải đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và đã trúng tuyển đợt này. Đối với Hải và gia đình, đây là niềm vinh dự tự hào. Nay Hải đã sẵn sàng trong ngày hội lớn và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi vào quân ngũ, em sẽ hoàn thành
tốt những quy định quy chế của đơn vị đề ra. Em hứa sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm hiện tại, 100% các công dân đủ điều kiện nhập ngũ đã trực tiếp nhận lệnh, vui vẻ phấn khởi chờ đón ngày nhập ngũ. Mọi khâu trong công tác tuyển quân năm nay đã cơ bản hoàn tất. Ban chỉ huy quân sự huyện đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ số công dân đã nhận lệnh gọi nhập ngũ. Tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Hiện nay cơ bản thanh niên luôn luôn sẵn sàng lên đường nhập ngũ, không có cái trường hợp nào còn vướng mắc hoặc có vấn đề gì cả. Đặc biệt là chúng tôi đã tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cũng như ủy ban huyện là chỉ đạo các xã thị trấn, các ban ngành thể quan tâm những cái hộ mà có thanh niên là đặc biệt khó khăn để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Thế còn về công tác phát triển đảng viên của thanh niên thì huyện chúng tôi năm nay cũng phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị mở một lớp quản lý đảng. Tính hiện nay thì chúng tôi đã tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy là kết nạp được hơn 50 thanh niên. Còn cái công tác chuẩn bị cho cái ngày lễ ra quân về công tác ấy thì chúng tôi đã chuẩn bị ở ngoài hội trường, thao trường, sân vận động, trang trí khánh tiết loa đài, trang âm chúng tôi đã làm rất tốt. Năm nay lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức trang trọng tại sân vận động huyện Tân Lạc nhằm tạo khí thế phấn khởi cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Với sự chuẩn bị chu đáo, khẩn trương, tích cực về mọi mặt, cùng với tinh thần tự nguyện, hăng hái lên đường nhập ngũ, tin tưởng rằng lễ giao nhận quân năm nay diễn ra vào ngày 6 tháng 2 năm 2023 sẽ thực sự là ngày hội lớn, động viên khích lệ tuổi trẻ huyện nhà, nhất là những người con ưu tú lên đường nhập ngũ sẽ hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, xã hội chủ nghĩa, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng, truyền thống của quê hương Tân Lạc anh hùng.